mọi người nhá. Có ngày mưa, đang mưa. Có anh ạ, đang mưa. Đấy, thì bây giờ học luôn nhá. Đầu tiên là chúng ta hãy đi phân tích cái cấu trúc đề thi. Thì như cái môn học này chúng ta biết đúng không? Nó tên là xác suất thống kê đúng không? Thì chắc chắn nó sẽ gồm hai phần là xác suất và thống kê. Đó, thì nó sẽ có hai phần này và nó phân chia điểm đều như nhau cả. Xác suất thì chúng ta có 5 điểm và thống kê chúng ta có 5 điểm, thấy chưa? Trong đó thì đây, phần thống kê sẽ dễ học hơn bởi vì nó có công thức rồi mà. Đấy, cứ thuộc công thức là sẽ áp dụng được. Còn phần xác suất ý, thì sẽ phải tư duy hơn một chút nhá. Đấy, nhưng mà sẽ có một câu là kiểu thường nó sẽ có 4 hoặc 5 câu. Câu 1, câu 2, câu 3 ấy thì sẽ là về phần xác suất. Đó. Một câu 3 điểm và hai câu 2 điểm, đúng không? Đấy thì cái câu 3 điểm sẽ dễ hơn hay câu 2 điểm. Đó. Còn phần thống kê thì dễ nhá, chỉ cần áp dụng công thức thôi. Chưa nào? Đấy. Đây thì ví dụ luôn nhá, ví dụ cho luôn một cái đề thi này. Ngày 18 tháng 1 năm 2021 nhá, cho rõ hơn này. Đấy. Đề thi ngày 18 tháng 1 năm 2021 là đề thi kỳ trước đấy. Thấy không? Đây, nó gồm mấy câu này đây, có 5 câu. Đây. Để lấy nốt cái ảnh kia nhá, nó gồm 5 câu. Đây. Đây, thì nó gồm 5 câu này. Câu 1, câu 2, câu 3, câu 4 và câu 5 đúng không? Thì cụ thể đây, câu 1, câu 2 và câu 3 ấy, nó sẽ là phần xác suất. Ok không nào? Xác suất. Còn hai câu câu 4 và câu 5 thì nó sẽ là phần thống kê đây, đúng không? Đấy, thống kê đây nó sẽ được 3 điểm và 2 điểm này thì nó sẽ được 5 điểm, còn phần xác suất cũng sẽ được 5 điểm đây, đúng không? Đấy, trong đó như đã nói rồi thì câu 1 này, câu 4 và câu 5 á, đấy là rất là dễ làm, thấy chưa? Còn câu 2, câu 3 ấy thì ấy, nó kiểu là câu 1, câu 4, câu 5 thì chắc chắn dạng mà đề nào nó cũng sẽ có mấy câu như này này. Đấy. Còn câu 2 và câu 3 ấy thì có đề nó là câu này, có đề là câu kia. Đấy. Nên nó nói không không có cái dạng chuẩn với câu 2, câu 3 và chúng ta cứ học thôi, đúng không? Nhưng mà giờ ở đây chúng ta sẽ biết làm. Còn nếu là đen mà không biết làm ấy thì không sao, bởi vì nó làm được mấy câu kia đã đủ 8 điểm rồi, đúng không? Nếu mà làm thứ hai câu này này nó sẽ là 9 hoặc là 10, đúng không? Đấy. Thì ok về phần phần cấu trúc được chưa? Ok về phần cấu trúc này chưa nào? Thì chúng ta sẽ bắt đầu cái buổi học. À, đã rồi ạ. Đấy, đấy là cấu trúc của chúng ta nhá. Đấy, tôi nhớ thì chắc chắn là đi thi phải làm được hết phần thống kê này. Đấy, tầm một hai câu thì đó phần xác suất. Đấy, thế là sẽ đủ 8 điểm trở lên rồi. Ok không nào? Hôm nay nhá, đây thì tổng hợp cho kiến thức này tóm lại là 5 buổi nhá. Chúng ta có 5 buổi học đúng không? Thì đầu tiên chúng ta hãy cùng đi xem là 5 buổi học thì chúng ta học những cái gì nhá. Đây, đây. Kiến thức 5 buổi học của chúng ta bao gồm này. Buổi 1 nhá, là buổi hôm nay thì chúng ta cùng học về cái xác suất đầy đủ ở BS, ok nào. Đấy, thì cái phần này trong đề thi nó sẽ gồm 3 điểm, ok không? Và 90% là nó sẽ rơi vào câu 1 của đề thi. Đấy, cụ thể trên đây này, nó đang rơi vào câu này đấy. Đấy. Nhìn các thế thì rất nhiều đề nó đều vào cái dạng này hết ở câu 1 mà nó được 3 điểm, ok không nào? Rất ít khi nó xảy ra cái câu khác. Thì đây nhá, hôm nay chúng ta cùng học về cái xác suất đầy đủ BS là chúng ta đã làm được câu 1 kia. Đấy, chắc chắn chúng ta sẽ làm được thôi. Ok nào? Đấy. Thì đây là buổi 1 nhá. Buổi 2 thì sẽ là biến ngẫu nhiên và các giá trị đặc trưng của nó. Đấy, thì thường nó là câu 2 của đề thi và nó sẽ là 1 điểm. Đấy, mấy cái phần rất là dài nhá, như buổi 2 này, buổi 3 này, đấy. Thì kiến thức nó rất là dài nhưng mà nó chỉ được có 1 điểm thôi. Đấy, và câu này 1 điểm thôi. Hãy còn học về xác suất đầy đủ BS nhá và cái thống kê này, ước lượng này. Thống kê thì bao gồm hai chương là ước lượng và kiểm định nhá. Đấy, thì hai phần này. Đó. Nếu đề có 5 câu thì nó sẽ bao nằm trong cả hai câu 4 và 5. Nếu đề có một câu 4 rồi thì hai phần này nó đều nằm trong một câu 4. Ok nào? Bây giờ, đấy thì về các buổi học sau thì các bạn sẽ lên lịch nhá, được chưa? Hôm nay người ta học buổi đầu tiên. Các buổi sau thì các bạn muốn học buổi nào thì các bạn lên lịch, ok không? Đây. Bây giờ chúng ta cùng đến kiến thức luôn nhá. Thức của ngày hôm nay là buổi 1, ok không? Buổi 1 là chúng ta học về xác suất đầy đủ và BS. Okay. Đây. Thì buổi 1 của chúng ta là học về xác suất đầy đủ BS. Thì cái dấu hiệu ấy của cái bài toán mà về xác suất đầy đủ BS là gì?
Đó là nhá, bài toán nó có nhiều phép thử, mà phép thử sau thì lại liên quan đến phép thử trước đó, đúng không? Giá trị phép thử nghĩa là gì? Phép thử là kiểu là những cái trường hợp ấy có thể xảy ra hoặc gì đấy. Thì giả sử người ta bảo là phép thử chúng ta là gieo một con xúc xắc đi, được rồi, thì nó có nhiều nhiều khả năng xảy ra đúng không? Ví dụ là mặt một chấm, mặt hai chấm, vân vân, như đấy mặt sáu chấm, đấy thì người ta đấy là phép thử đúng không? Thì đây có nhiều phép thử, được chưa? Mà phép thử sau lại liên quan đến phép thử trước đó. Đấy, đây xét cụ thể nhá. Thì cái bài toán mà xác suất đầy đủ bài S ý, thì đi thi chắc chắn nó sẽ có hai ý đúng không? Là ý A và ý B đấy. Thì A chúng ta áp dụng công thức xác suất đầy đủ, còn ý B thì chúng ta áp dụng công thức bài S, ok không nào? Đấy, thì đây là dấu hiệu nhá. Cụ thể xét trên cái bài này đi. Thì những bài vừa nãy đây là đề tháng 1 năm nay đấy. Đấy, chúng ta thấy này, có hai hộp kín, hộp 1 có 10 thẻ của BIDV này, hai thẻ của MB này. Hộp 2 có 12 thẻ của BIDV, ba thẻ của MB. Từ hộp 1 thì họ lấy ngẫu nhiên ra một cái bỏ hộp 2 đúng không? Đấy, chúng ta nhìn này, phép thử đầu tiên là gì? Là từ hộp 1 lấy ngẫu nhiên ra một cái đúng không? Đấy, bởi vì phép thử này tại sao là gọi phép thử? Bởi vì khi mà họ lấy thì trường hợp 1 họ có thể lấy được BIDV, trường 2 họ có thể lấy được của MB đúng không? Đây người ta gọi là phép thử ấy. Đấy, có nhiều hơn một khả năng xảy ra thì người ta gọi là phép thử. Đấy, xong người ta bỏ hộp 2 xong câu đó lại từ hộp 2 lấy ra hai thẻ, đây là phép thử thứ hai rồi đúng không? Trong bài toán nó có nhiều phép thử đúng không? Mà phép thử sau ấy thì nó lại liên quan phép thử trước. Có nghĩa là khi mà chúng ta lấy một cái thẻ ra bỏ hộp 2 thì khi mà chúng ta lấy được BIDV thì trường hợp này sẽ khác với chúng ta lấy được MB, sau đó chúng ta lấy hai thẻ ra đúng không? Đấy. Đấy thì cụ thể là bài này có hai ý đây. Đấy, ý A thì chắc chắn sẽ là chúng ta sử dụng với công thức xác suất đầy đủ, còn ý B chắc chắn chúng ta sẽ sử dụng công thức Bayes, ok không nào? Đấy. Đấy là cái dấu hiệu của chúng ta nhá. Rồi, đầu tiên thì chúng ta sẽ đến là phần 1 nhá. Phần 1 của chúng ta đây. Phần 1 chúng ta là các kiến thức cần nhớ, ok không nào? Đấy, thì để làm được bài này thì phải nhớ những điều gì? Đây đã tổng hợp đây rồi nhá. Đấy, cần nhớ của chúng ta là gì? Chúng ta phải gọi ra cái hệ đầy đủ các biến cố, đúng không nào? Đây, vì đây là bài toán về xác suất đầy đủ mà, đúng không? Cho nên chúng ta sẽ phải gọi ra cái hệ đầy đủ các biến cố. Cụ thể đây nhá, chúng ta sẽ gọi ra A1, A2 cho đến AN đúng không? Đấy, có nghĩa là như nào? Chúng ta gọi nhá cái các phép thử này ra. Đấy, đây là vân vân thì AN thôi, có nghĩa là tổng quát thôi. Chứ thật ra trong đề thi chúng ta thường chỉ có là A2 cho đến A4 thôi nhá. Đúng không? Bởi vì có nghĩa là chúng ta có bốn cái biến cố thôi để tạo thành một hệ đầy đủ thôi. Đúng không nào? Thì hệ đầy đủ có nghĩa là hệ như nào? Đấy, là hệ đầy đủ các biến cố, nếu các biến cố đôi một xung khắc, okay không? Đôi một xung khắc. Đấy, đôi một xung khắc có nghĩa là nhà đây. Đấy, đôi một xung khắc ấy có nghĩa là nó không liên quan gì đến nhau đúng không? Như cái hai vòng tròn khác nhau ấy, cái vòng tròn A ở đây, vòng tròn B ở đây, nó không liên quan gì đến nhau luôn, thì người ta gọi ở đấy là đôi một xung khắc nhá. Đấy, đôi một xung khắc của họ nó không liên quan gì đến nhau, đúng không? Và tổng nghệ tất cả các xác suất phải bằng một. Đây, cái điều kiện tiên quyết của chúng ta là như này. Đấy, điều kiện tiên quyết của chúng ta nhá là tổng tất cả cái xác suất này là các cái tổng tất cả cái xác suất của cái biến cố chúng ta gọi ra này để thành hệ đầy đủ này thì nó phải bằng một, ok không nào? Đấy, được chưa? Và thứ hai là gì? Chúng ta phải nhớ công thức của xác suất đầy đủ ở Bayes. Đấy, thì công thức xác suất đầy đủ ở đây là gì? Công thức xác suất đầy đủ ở đây nhá, chúng ta đã gọi là A1 đây, A2 đến AN đúng không, là hệ đầy đủ biến cố rồi. Thì công thức xác suất đầy đủ đây, cái xác suất chúng ta đặt A nhá, chúng ta luôn đặt A là cái ở câu A để hỏi đúng không? Đấy, chúng ta sẽ có thôi. Chúng ta sẽ có là xác suất của biến cố A thì sẽ bằng là P, xác suất của A1 nhân PA với điều kiện A1 cộng xác suất của A2 nhân PA với điều kiện A2 và cộng vân vân. Đấy, tóm lại ở đây có bao nhiêu cái N, có bao nhiêu A ấy. Ví dụ có 3 cái A thôi, chúng ta phải cộng đến P của A3 nhân PA với điều kiện A3 thôi, đúng không? Đấy, đến 4 chúng ta nhân 4 lần, đây cộng của 4 lần đúng không? 5 thì cộng của 5 lần thôi, được chưa? Đấy, thì đây là kiến thức nhá, tí nữa sẽ chỉ cho mẹo làm, ok không nào? Đấy là công thức xác suất đầy đủ. Còn đến công thức Bayes, công thức Bayes là gì? Công thức Bayes là nó kiểm tra lại đúng không? Kiểm tra lại khi mà cái biến cố này đã xảy ra rồi. Đấy, người ta sẽ kiểm tra lại, được chưa? Thì nó sẽ gọi là PAK với điều kiện A, đúng không? Nó sẽ bằng là công thức của nó đây, tức là nó là PAK nhá, nhân PA với điều kiện AK để cho PA, được không? Đấy, cứ nhìn nữa,
từ ngoài vào trong này. Đấy, đầu tiên là PAK đúng không? Sau đó nhân PA với điều kiện AK nó bị ngược lại này, sau đó chia PA. Đúng không? Thì đấy, chúng ta có một số cái chú ý là như này. Chú ý là PA ngang thường 1 trừ PA. Đấy. Và PA ngang với điều kiện AK sẽ bằng là 1 trừ PA với điều kiện AK đúng không? Tóm lại đấy, cứ cái ngang trên đầu á, cứ có ngang trên đầu thì chúng ta sẽ lấy 1 trừ đi, 1 trừ đi cái xác suất không có ngang trên đầu. Có nghĩa là gì? A và A ngang đây là hai bên cột đối đúng không? Bên cột đối có nghĩa là như nào? Cái này xảy ra thì cái này không thể xảy ra đúng không? Và tổng của nó sẽ là đầy đủ luôn đúng không? Đấy, giả sử như thế nào? Chúng ta chọn một cái số bất kỳ đi thì có hai trường hợp chúng ta xảy ra đúng không? Trường hợp thứ nhất là chúng ta chọn được số chẵn, trường hợp thứ hai chúng ta chọn số lẻ. Thì giả sử nó gọi A là số chẵn nhá, là chọn được số chẵn thì A ngang sẽ là gì? Là chọn được số lẻ đúng không? Nó biến đối đối của cái này mà. Đúng không nào? Đấy. Đấy thì chúng ta nhờ cái này ra tính được thôi. Đó, mọi người chú ý để chúng ta tính cái công thức Bayes ạ. Đấy, công thức Bayes thì thi thoảng nó sẽ chúng ta phải áp dụng cái A ngang. Đấy, vì có thể người ta nói về ngược của A mà. Đấy, thì đây là các kiến thức cần nhớ. Đấy, thì có ai thắc mắc về cái kiến thức này không? Các cái kiến thức cần nhớ này không? Hay muốn giải thích gì thêm về phần này không? Dạ không anh ạ. Ok, được rồi. À, thì bây giờ sẽ đến cái mẹo để làm bài này nhá. Được không? Đấy, cái mẹo này áp dụng là chắc chắn sẽ làm được đây. Ok. Đấy, kiến thức cần nhớ là như thế. Tóm lại là đầu tiên sẽ phải gọi ra hệ đầy đủ các biến cố, được chưa? Và thứ hai là phải nhớ cái công thức này thì mới làm được đúng không? Vì chúng ta phải áp dụng công thức vào bài mà. Đấy, và công thức này nữa. Đấy, chắc chắn ý, nếu mà thi vào câu này thì câu A ấy, người ta sẽ hỏi về xác suất đầy đủ, còn câu B thì người ta sẽ hỏi về xác suất công thức về Bayes. Ok không nào? Đấy. Thì bây giờ nhá, sẽ đến này. À, sẽ đến các bước cụ thể để chúng ta làm cái bài này. Đấy. Thì đầu tiên nhá, bước 1 là gì? Đây, chỉnh cái này đã. Cái này đáng lẽ ở đây trước nha. Rồi. Này đi. Rồi. Thì đây, chúng ta đến phần 2 là các bước cụ thể để chúng ta làm cái bài dạng xác suất đầy đủ Bayes này, được chưa? Thì các bước của chúng ta ấy bao gồm là 3 bước à 4 bước. Bước 1 là gì? Bước 1 là chúng ta gọi ra hệ đầy đủ các biến cố. Với một cái mẹo đây là gì? Mẹo nhá, đó là ấy. Ý B ấy, người ta hỏi tính xác suất của cái gì thì đó sẽ là hệ đầy đủ của bài toán luôn. Được không? Đấy, thì bây giờ để miêu tả về cái đấy, để miêu tả về cái các bước cụ thể làm bài này thì chúng ta có thể đến một cái ví dụ đơn giản. Ok không? Đây, cụ thể xét cái ví dụ này đi. Một lô hàng có 80 sản phẩm tốt và 20 sản phẩm xấu vận chuyển về kho, đúng không? Khi vận chuyển thì làm mất một cái sản phẩm từ kho hàng. Đấy, sau có nghĩa là khi mà họ vận chuyển mất một sản phẩm rồi về đến kho hàng rồi thì từ kho hàng họ lấy ra một cái sản phẩm đúng không? Câu A là gì? Tính xác suất để sản phẩm lấy ra là tốt. Câu B là biết sản phẩm lấy ra là xấu, tính xác suất để sản phẩm bị mất là sản phẩm tốt, đúng không? Đây, biết đấy nhá, biết thì nó là điều kiện đúng không? Tóm lại người ta đang hỏi tính xác suất cái gì? Đây, sau cái tính xác suất. Câu B nhá, chúng ta khi mà chúng ta đặt cái hệ đầy đủ ấy thì đầu tiên chúng ta biết là nếu mà vào một cái bài toán đây. Đấy, đầy đủ Bayes ấy, chúng ta bước 1 chúng ta phải gọi ra hệ đầy đủ biến cố đúng không? Đấy. Thì cái mẹo ở đây chúng ta là gì? Ý B hỏi tính xác suất của cái gì thì đó sẽ là hệ đầy đủ bài toán luôn. Ok không nào? Nói thì cụ thể ra đi. Đấy, câu B người ta là gì? Tính xác suất để sản phẩm bị mất là sản phẩm tốt. Đúng không? Đấy thì chúng ta giải thôi. Ta biết rồi nhá. Đấy, cái mẹo chúng ta biết rồi. Đó là câu B, ý B ấy, mà người ta hỏi tính xác suất cái gì ấy thì nó chính là cái hệ đầy đủ câu A luôn. Là hệ đầy đủ của bài toán luôn, được không? Đấy, có nghĩa là gì? Chúng ta sẽ làm nhá, một cách nào? Đó, chúng ta sẽ gọi đúng không? Đấy, trước khi làm chắc chắn chúng ta phải gọi ra hệ đầy đủ biến cố đã, đúng không? Thì chúng ta gọi A1 đi. Đấy. À, sản phẩm bị mất là sản phẩm tốt đúng không? Đấy, thì người ta hỏi cái gì? Sản phẩm bị mất là sản phẩm tốt. Thì bây giờ chúng ta cứ gọi thôi là A1 là sản phẩm bị mất là sản phẩm tốt. Đúng không nào? Đấy. Đấy, gọi là hệ đầy đủ nhá. Đấy, thì một cái nó không thể nào lập thành hệ đầy đủ được đúng không? Ít nhất là nó sẽ có hai cái. Đấy, thì bây giờ nhá, chúng ta xem là nó sẽ có bao nhiêu cái đây. Cái trường hợp này là gì? Trường này có bao nhiêu? Sản phẩm bị mất là sản phẩm tốt. Chỉ còn trường hợp nào ở đây nữa không? Để nó là hệ đầy đủ biến cố.
thì khi mà sản phẩm bị mất là sản phẩm tốt, thì nếu mà không phải sản phẩm bị mất là sản phẩm tốt thì là gì nữa, còn trường hợp nào nữa ở đây không? Còn không, còn không? Hiểu này không nào? Đầu tiên chúng ta gọi ra cái hệ đầy đủ của biến cố, đúng không? Đấy, mà có cái mẹo ở đây rồi là gì? Ta gọi ra hệ đầy đủ các biến cố bằng cách là gì? Ý B hỏi tính xác suất của cái gì thì đó sẽ là hệ đầy đủ bài toán luôn, đúng không? Thì B đây người ta cụ thể người ta đang hỏi là tính xác suất để sản phẩm bị mất là sản phẩm tốt. Thì đầu tiên người ta gọi đây A1 là sản phẩm bị mất là sản phẩm tốt. Nhưng mà ấy, để lập ra hệ đầy đủ của biến cố thì không thể nào mà chỉ có một biến cố được, đúng nào? Ta có nhiều hơn hoặc bằng hai cái biến cố. Đấy, cụ thể đây chúng ta tìm được một biến cố rồi, thì biến cố còn lại chắc chắn nó cũng liên quan đến cái này. Đấy, thì cái này đang là sản phẩm bị mất là sản phẩm tốt, thì còn trường hợp nào nữa không? Đấy, suy nghĩ một chút xem nào, xem nếu mà sản phẩm bị mất không phải là sản phẩm tốt thì là sản phẩm gì? Đúng Sản phẩm xấu rồi, đấy, bởi vì một lô hàng bây giờ chỉ có tốt và xấu thôi. Khi mà chúng ta đã biết là một cái biến cố trong hệ đầy đủ là sản phẩm mất là sản phẩm tốt rồi, thì các chắc chắn biến cố còn lại sẽ là gì? A, sản phẩm mất là sản phẩm tốt, nếu mà không phải tốt thì nó sẽ bị mất cái gì? Bị xấu, đúng không? Chúng ta gọi A1 là biết cái dựa vào cái câu B ấy, chúng ta biết là cách để chúng ta gọi ra thôi, đúng không? Chứ nó không phải là hệ đầy đủ luôn. Vì để lập ra một cái hệ đầy đủ ấy, thì ít nhất chúng ta phải có gì? Đấy, ít nhất chúng ta phải có là nhiều hơn hoặc bằng hai cái biến cố thì chúng ta mới lập được ra hệ đầy đủ, đúng không nào? Đấy, cụ thể đây là sản phẩm mất là sản phẩm tốt rồi. Thì với A1 là như thế, thì một cái biến cố nữa là gì? Sản phẩm mất là sản phẩm xấu thôi, đúng không? Đó. Đấy thì đây. Đấy thì đây trong bước 1 nhá. Thì bây giờ để biết là cái này ý, có phải là thực chất là cái hệ đủ biến cố không, thì ta phải xem xét cái điều kiện gì nữa. Đây, nhìn này, là hệ đủ của biến cố là hệ biến cố ở đây là các biến cố đôi bổ sung khác mà tổng xác suất của nó phải bằng 1, đúng không? Thì cái này có đôi bổ sung khác không? Có nghĩa là sản phẩm mất là sản phẩm tốt có liên quan gì đến sản phẩm mất là sản phẩm xấu không? Hai này có liên quan đến nhau Không ạ. không? Đúng rồi, nó là hai trường hợp riêng biệt, đúng không? Nếu không phải mất là tốt thì sẽ mất là xấu. Đấy. Đây, cụ thể bây giờ chúng ta hãy kiểm tra là đây ta xem là bởi vì chúng ta biết là để nó là hệ đủ biến cố ấy, thì xác suất của cái đây, tổng xác suất của cái hệ của các cái biến cố trong hệ đủ phải bằng một, đúng không? Thì bây giờ chúng ta đang xem xét là A1 và A2 là hệ đầy đủ, để chúng ta xem là nó có phải hệ đủ không, thì chúng ta xem là PA1 cộng PA2 nó có bằng một không, đúng nào? Thì đầu tiên chúng ta tính PA1 đi. Đấy, tính PA1 kiểu gì đây? Bởi vì nhá, A1 là sản phẩm bị mất là sản phẩm tốt, đúng nào? Thì đây có bao nhiêu sản phẩm tốt đây? Đấy, chúng ta có 80 sản phẩm tốt, đúng không nào? Thì cách tính xác suất của A1 ấy đó là gì? Đó là chúng ta như cái như chúng ta tính như công thức lớp 11 thôi, đó là bằng NA trên N omega, đúng không? Với N omega là phần tử của không gian mẫu, còn NA là phần tử của biến cố này. Đấy, để bị mất một sản phẩm, đúng không? Một sản phẩm bị mất thôi. Đây, mất một sản phẩm thôi. Mà một sản phẩm bị mất là sản phẩm tốt thì chúng ta hãy chọn ra một cái sản phẩm tốt để mất, đúng không? Mà chọn một trong 80 cái thì có bao nhiêu cách? Làm mấy cách Đúng rồi. Thì tóm lại là đấy sẽ là gì đây? Nó sẽ là 80 chia cho bao nhiêu? Tổng của không gian mẫu này là có bao nhiêu cái sản phẩm? 100 100 ạ. Đúng rồi, 100. Đấy, bởi vì nhá, có tất cả là 80 sản phẩm tốt và 20 sản phẩm xấu thì tổng lại là nó có 100 sản phẩm, đúng không? Đấy, thì đây là cái biến cố để bị mất một sản phẩm. Thì N omega là gì? Mất một sản phẩm trong 100 sản phẩm thì nó có 100 cách để mất, đúng không? Đấy. Cụ thể nó là có thể mất 80 cách là mất sản phẩm tốt. Đấy, hoặc là 20 cách để mất sản phẩm xấu, thì tóm lại nó sẽ có 100 cách của N omega, đúng không? Đấy. Thì bây giờ chúng ta xét cụ thể là A1 là sản phẩm mất là sản phẩm kia là tốt rồi, đúng không? Thì cụ thể chúng ta đang có 80 sản phẩm tốt, thì để mất được một cái sản phẩm tốt ấy thì nó sẽ là 80 trên 100, đúng không nào? Đấy, cụ thể nó là kết quả bao nhiêu? Bị tám 8 phần 10. Đấy, mà 8 phần 10 có thể rút gọn cho 2 đi là 4 phần không 5 số à? phẩy tám Không, lấy số thập phân đi. vâng là 4/5 ạ. Đúng rồi, 4 phần 5 rồi nhá. Thì đấy là xác suất của A1. Tiếp theo ta tính xác suất của biến cố A2 đi.
trên ra gì. Đấy cũng tương tự như thế thôi đúng không nào? Đấy. Công thức của A2 đây. Với A2 là gì? Đây, sửa cái này số 2 nhá. A2 của chúng ta là sản phẩm mất và sản phẩm xấu. Thì có bao nhiêu sản phẩm xấu để mất đây? 20 ạ. Đúng rồi. Thì kết quả sẽ là 20 trên 100 đúng không? Vâng. Đấy thì kết quả sẽ bằng mấy đây? 1/5. Đấy, 1/5. Đấy thì sau khi chúng ta tính hai xác suất nhá, chúng ta sẽ nói một câu là gì? Ta thấy PA1 của PA2 bằng mấy? Đấy cộng hai cái xác suất kia vào đi xem nó bằng mấy đây. Hai này này. Bằng 1 rồi đúng không? Vâng. Một rồi. Thì suy ra là gì? Suy ra nhá, đấy chúng ta nhận xét y này luôn. A1 này. A2 này. Là hệ đầy đủ biến cố đúng không? Đấy giờ định nghĩa của nó thôi. Hệ đầy đủ biến cố là gì? Đấy là nó đôi một xung khắc với nhau và tổng xác suất của nó bằng 1. Đấy thì cụ thể đây hai trường hợp này tổng xác suất đã bằng 1 rồi. Đấy, cho nên ý, A1 và A2 đã là hệ đầy đủ các biến cố rồi. Ok không nào? Biến cố. Đó thì đây là chúng ta xong bước 1 rồi nhá. Đấy cách làm đây. Nó đang đếm là các bước cụ thể làm bài. Đúng không? Chúng ta xong từ bước 1 rồi nhá. Đấy chúng ta xong từ bước 1 rồi. Đúng không? Có thể đầy đủ các biến cố. Và chúng ta đã có mẹo rồi nhá. Đấy chắc chắn bài nào chúng ta cũng áp dụng cái mẹo này. Thấy không? Đấy thì đấy là xong bước 1 rồi. Bước 2 là tính PA1, A2. Đấy cũng tóm lại là nhá. Thế đầy đủ chúng ta có bao nhiêu cái thì chúng ta tính hết cái đó ra. Đúng không? Đây chúng ta đã tính rồi đúng không? Chúng ta tính đây rồi. Chúng ta tính thì chúng ta kết luận được đây là hệ đầy đủ biến cố thực sự. Đúng không nào? Thì chúng ta tính cái này rồi nhá. PA1 và PA2 chúng ta đã tính rồi đúng không? Đấy thì chúng ta xong cái bước 2 rồi. Đấy tóm lại để cho này luôn. Đúng không? Hoặc là chúng ta tự tính. Nhưng mà tính rất là dễ. Đúng không? Đây, cụ thể bài này chúng ta tự tính. Nhưng cách tính nó rất là dễ thôi đúng không? Có 100 sản phẩm mà mất tốt thì lấy là 80/100, mất xấu thì sẽ là 20/100, đúng không? Đấy, thì tính cái này rất là dễ luôn. Tiếp theo thì bước 3 này. Đây, bước 3 là gọi A là biến cố để câu A hỏi. Chưa? Đó tính PA với điều kiện A1, PA với điều kiện A2 vân vân. Tại có bao nhiêu đây. Có bao nhiêu cái để lập thành hệ đủ thì chúng ta tính từng ý cái đúng không? Cái này cần suy luận một chút là xong nhá, đúng không? Hãy cụ thể là gì? Đây, đầu tiên nhá, đẹp. Đầu tiên là vào câu A đúng không? Câu A đi. Đó, hoặc là câu A từ trên này được. Vậy thì câu A từ trên đây nhá. Đấy, đây là câu A. Thì đây, bây giờ chúng ta mới xong cái hệ đầy đủ thôi. Đấy. Và chúng ta tính xong bước 1, bước 2 rồi nhá. Bước 3 là gì? Gọi A là cái biến cố để câu A hỏi. Cụ thể đây là gì? Cụ thể câu A ở đây người ta hỏi là xác suất để sản phẩm lấy ra là tốt, đúng không? Thì chúng ta gọi A là gì? Sản phẩm lấy ra là sản phẩm tốt. Đúng rồi. Đấy, chúng ta gọi ra thôi. Đấy. Đây gọi A là cái biến cố mà câu A hỏi đúng không? Thì cụ thể đây A là gì? Là sản phẩm lấy ra là sản phẩm tốt nhá. Đấy. Thì chúng ta biết nhá, chúng ta biết này là theo công thức đúng không? Xác suất đầy đủ. Thì PA là gì? Đấy, áp dụng công thức ở trên đây đang ghi rồi nhá. Đấy. Sau khi đã suy luận được thì chúng ta phải nhớ công thức. Đấy đó là như này, đúng không? Đấy, nó tổng công thức tổng quát là đến AN cơ. Nhưng mà cụ thể đây ý, nó có bao nhiêu cái biến cố? Nó chỉ có hai biến cố thôi đúng không? Thì chúng ta chỉ làm đây, nó chỉ là như này thôi. Đấy, cụ thể đây nó có hai cái biến cố để lập thành hệ đủ biến cố đúng không? Đấy. Thì công thức sẽ là như này. Giờ nếu mà có thêm cả A3 ở đây nữa ấy, thì chúng ta sẽ cộng là PA3 nhân PA với điều kiện A3 đúng không? Nhưng ở đây nó chỉ có hai cái thôi, thì chúng ta sẽ cộng đấy là PA2 nhân PA với điều kiện A2 thôi, đúng không nào? Đã hiểu chỗ này không? Hiểu chúng ta áp dụng công thức này không?
Có. Đó. Thì PA1 đã có chưa? Đó, chúng ta nhìn em, đã có chưa? Rồi ạ. Đây, bài không vừa tính ấy. PA2 đã có Vâng. chưa? Rồi ạ. Có luôn. Thì tóm lại bây giờ chúng ta chỉ cần tính PA với điều kiện A1 và PA với điều kiện A2 thôi, đúng không nào? À, Vâng. xong rồi. Đấy, chúng ta tính PA với điều kiện A1 kiểu gì? Đấy, thì đã nói rồi, đó là chúng ta chỉ cần suy luận một chút thôi. Đấy, đó là gì đây? Bằng nhá. Trong đó này. Đấy, chúng ta có thể trong đó đi để cho nó rõ ràng hơn, được chưa? Thì PA với điều kiện A1 chúng ta nhá sẽ bằng là đây có nghĩa là gì? Chúng ta đọc nhá. PA với điều kiện A1, chúng ta có thể đọc ra thành lời không? Cái dấu cái gạch ngang này có nghĩa là với điều kiện nhá. Đây thì có thể đọc đọc được PA với điều kiện A1 là gì không? Cụ thể A là gì và A1 là gì? Đấy đọc ra nào. Đọc cả câu của PA với điều kiện A1 cụ thể nó là gì? Đọc ngay được không? P là người ta là tính xác suất nhá. P là tính xác suất đấy. Tính xác suất làm gì đây? Của A là gì? Đây, sản phẩm ra là tốt đúng không? À, đây là hiểu bằng lời ấy. Nếu mà khi mà chúng ta đã hiểu bằng lời rồi, chúng ta tính cái này dễ hơn, chúng ta hiểu được cái này dễ hơn đúng không? Đấy, cụ thể nhá, tính xác suất để sản phẩm ra là tốt đúng không? Bởi vì của A mà để sản phẩm lấy ra là tốt. Đúng không? Cụ thể đây là nhá, tính xác suất bây giờ, đây là xác suất của A mà. Đấy, cho nên là tính xác suất để sản phẩm lấy ra là tốt đúng không? Bởi vì chúng ta đặt A là cái biến cố mà sản phẩm lấy ra sản phẩm tốt rồi, đúng nào? Đấy, còn cái gạch ngang này đọc là gì? Đọc là với điều kiện, đúng không? Cái gạch ngang này đọc là với điều kiện nhá. Đấy, đây sẽ là gì? Xác suất để sản phẩm lấy ra là tốt với điều kiện. Với điều kiện gì đây? Với điều kiện A1 thì A1 đây chúng ta đặt là gì rồi? Sản phẩm mất là sản phẩm tốt đúng không nào? Đấy. Đúng không? Hiểu cái này không? Có. Có. Đấy, thì PA với điều kiện A1 cũng như là cái P ấy, nó đọc là tính xác suất nhá, được không? Tính xác suất để đấy, để cái gì? Để A này. Để A xảy ra, để sản phẩm mới ra là tốt. Với điều kiện gì? Cái gạch ngang này đọc là với điều kiện. Với điều kiện sản phẩm bị mất là sản phẩm tốt, bởi vì A1 chúng ta đặt là sản phẩm bị mất là sản phẩm tốt mà, đúng không? Đấy, thì khi mà ghi thành lời rồi chúng ta có tính được không? Đấy, thì khi mà trong đề không cần ghi này nhá, ta cần tính là ghi là PA với A1 thì bằng luôn nhá. Đây là cái nháp đúng không? Thì chúng ta hiểu hơn thì cái câu này đang nói gì, đúng không? Thì cụ thể trường hợp này là gì? Sản phẩm ra là tốt với điều kiện sản phẩm bị mất là sản phẩm tốt. Đấy, thì khi mà nhá, đây chúng ta cùng phân tích này. Khi mất tốt, khi mất tốt đúng không? Thì về kho còn bao nhiêu? Còn 79 sản phẩm tốt. Ừ, thì về kho có này. Đấy, bởi vì có 80 sản phẩm tốt đúng không? Khi mà chúng ta bị mất một cái tốt, một sản phẩm tốt đi. Đấy, thì về kho chúng ta còn là 79 sản phẩm tốt thôi, đúng không? Và mấy? Xấu có bị mất không? Trong trường hợp này xấu có bị mất không? Không ạ. Không thì vẫn còn bao nhiêu? Còn 20 sản phẩm số. Đúng rồi. Yeah. Đấy, tóm lại là gì? Khi mất tốt thì về kho chúng ta còn lại 79 sản phẩm tốt và 20 sản phẩm xấu. Đây bây giờ người ta bảo gì? Tính xác suất để sản phẩm lấy ra là tốt. Đây thì bây giờ nhá. Đấy, khi về kho đây rồi. Đây điều kiện chúng ta xử lý xong rồi nhá. Đây, mấy điều kiện sản phẩm mất là sản phẩm tốt. Thì đây cụ thể là chuyện mất sản phẩm tốt đây nhá. Đây chúng ta xét được rồi. Thì tập của chúng ta sẽ có 79 sản phẩm tốt và 20 sản phẩm xấu, đúng không? Thì bây giờ chúng ta có tính được cái PA với được cái A1 không? Chúng ta cần tính, chúng ta lấy chỉ cần tính là lấy được sản phẩm tốt ở trong cái trường hợp này thôi. Vì trường hợp này chúng ta đang xét là với điều kiện mất một sản phẩm tốt rồi, đúng không? Thì điều kiện của nó đã xử lý xong đây rồi, là khi mất sản phẩm tốt rồi thì kho có như này. Khi mà tính PA với điều kiện A1 đó thì nó chỉ là tính xác suất để lấy được sản phẩm tốt ở trong trường hợp này thôi, đúng không? Bởi vì cái điều kiện ta xử lý đây rồi mà. Đó, sau khi ta xử lý điều kiện chúng ta có điều này, đúng không? Thì bây giờ cụ thể mất điều kiện rồi, bây giờ nó chỉ là P này bình thường thôi, đúng không? Đây nào có tính được không? Vẫn tính như trên này này. Bảy bảy chín trên 100 rồi.
79. 99. Ờ, chia 99 đối sao? Cụ thể bây giờ nó n chỉ có À, 99 phân tử thôi mà. Đúng không? Bởi vì mất một cái rồi. Cho bây giờ về kho nó chỉ có 99 thôi, chứ nó không thể là 100 được, đúng không? Đấy thì cụ thể như thế thì có phân tích được PA với được PA2 không? có Nó là bằng bao nhiêu? bằng 19 19 trên 99 ạ. Sao sao đây thì cụ thể nhá, đây cụ thể đây ghi ra cho dễ nhá, đây để làm trước cho một đối mẫu xong tí nữa là đấy, tí nữa sẽ hỏi nhá. Đây là gì, PA với đức A2 nhá, thì cụ thể là gì, tính năng suất để sản phẩm ra vẫn là tốt đúng không, bởi vì PA là tốt mà, đặt A là tốt mà đúng không. Đây đây cụ thể đây là gì, tính xác suất để sản phẩm lấy ra là tốt vẫn là A đây nhá, nhưng mà với điều kiện gì, điều kiện bây giờ nó khác, với trên này là với điều kiện A1 mà A1 chúng ta đặt là sản phẩm mất là sản phẩm tốt, nhưng mà bây giờ ấy, A2 với điều kiện A2 mà có nghĩa là gì, sản phẩm mất là sản phẩm xấu rồi đúng không, chứ nó không phải tốt nữa, để mất bị xấu rồi, ok chưa. Đấy thì khi mà mất một xấu thì sao, về kho có bao nhiêu nhá, xét nhảy đi, mới đầu chưa chưa tính được nhanh ý, chúng ta có thể xét này đúng không, ta có thể ghi nháp ra như này chúng ta dễ tính. Khi mất một xấu đi, thì khi mà mất một xấu thì về kho chúng ta đang có bao nhiêu đây, 80 sản phẩm tốt, đúng rồi 80 tốt và 19 sản phẩm xấu, đúng rồi còn 19 sản phẩm xấu chưa. Đấy thì bây giờ đã tính được chưa, bởi vì chúng ta sử dụng xong cái điều kiện A2 rồi, là cái điều kiện này rồi, khi mất là bằng 6 ta xét được tập của nó đây rồi. Thế bây giờ chỉ chúng ta cần tính cái việc của chúng ta tính là PA với chuyện A2 bây giờ rất là dễ dàng đúng không, đó là tính là đấy ta cần tính là áp dụng như đấy đúng không, 80/99 đấy nhá đúng không, bởi vì chúng ta vẫn lấy được cái sản phẩm tốt mà, đấy có 80 sản phẩm tốt đúng không. Đấy, đây sẽ là 80 chưa bao nhiêu? 99 ạ. Đấy, chứ không phải là 19 đâu nhá. Nếu mà 19 thì chúng ta lấy sản phẩm xấu mất rồi, đúng không? Nhưng mà chúng ta đăng PA với điều kiện mà, cho nên chúng ta vẫn phải lấy sản phẩm tốt. Đúng không ạ? Đấy, đến đây chúng ta đã có đủ hết nhá. Chúng ta chỉ cần thay lại vào đây thôi. Chúng ta đã ra vào đúng không? Ok nào. Đấy, cụ thể cùng thay vào đây nhá. Đấy, suy ra nhá. Suy ra PA đây sẽ bằng là PA1 nhân PA với điều kiện A1 cộng PA2 nhân PA với điều kiện A2 đúng không? Thì kết quả bằng bao nhiêu? PA1 có chưa? Đây, bằng 4/5 đúng không? 4/5 nhân PA với điều kiện A1 thì vừa tìm rồi là 79/99. Đúng không? Và đó là cộng này. Đấy, cộng thôi, áp dụng như bình thường thôi. PA2 thì có chưa? Có rồi luôn. 1/5 đây. Nhân PA với điều kiện A2 của chúng ta đây. Đúng không? Đó, thì tóm lại cái kết quả này chúng ta bấm máy tính nào chúng ta đã tìm được đúng không? Cụ thể nó bằng bao nhiêu đây? 4/5. 4/5 luôn à? Vâng. Ok. Đấy, đấy thì cứ hiểu các bước không? Đấy, ở đây chưa nói các bước đã làm xong rồi. Đây, gọi A là các biến cố đề câu A hỏi. Rồi chúng ta tính PA với cạnh A1 và PA với cạnh A2 vân vân đúng không? Thế đây thì vừa xét rồi rất là dễ đúng không? Khi mà chúng ta hiểu cụ thể là cái này nó bằng chữ thì nó là gì đúng không? Đây chúng ta tính khá là dễ thôi. Đúng không? Phải cứ nhớ nhá, cứ nhớ đọc cách đọc là gì? Ta đọc là P à xác suất này. Đấy, để cái này xảy ra với điều kiện. Đây cái gạch ngang là với điều kiện nhá. Cái này xảy ra đúng không? Cái này đã xảy ra rồi. Đúng không? Đấy, lúc 4 cuối cùng chúng ta áp dụng công thức thôi. Khi mà chúng ta có hết tất cả rồi thì chúng ta chỉ cần áp dụng công thức là chúng ta tính ra PA thôi. Đúng không nào? Đấy. Đấy là ok phần này chưa? Ok UA chưa? Rồi ạ. Ok. Tiếp theo chuyển đến câu B nhá. Là như đã nói rồi, câu A mà là đầy đủ thì câu B sẽ là BS thôi. Đây cụ thể chúng ta cùng nhau xét là câu B chúng ta áp dụng BS như thế nào nhá. Chúng ta tìm câu B này. Câu B người ta bảo gì đây? Biết đấy, biết sản phẩm mới ra là sản phẩm xấu, tính xác suất
để sản phẩm bị mất là sản phẩm tốt, đúng không? Thì như đã nói rồi, đó là nhá, nếu câu A ấy, nếu câu A mà đầy đủ thì câu B sẽ là BS, đúng không? Đây, câu BS chúng ta cụ thể đang là như này, đúng không? Thì em xem xét đi, xem này, ở câu này chúng ta đây sẽ là cái gì nhá? Đấy, chẳng chúng ta áp dụng như thế này này, đấy. Cụ thể câu B chúng ta sẽ áp dụng công thức này, nhưng mà chúng ta phải thay cụ thể nhá. Đây là k là ở định nghĩa thôi, đúng không? Chúng ta xét k là một cái, bây giờ k nó phải là một số cụ thể, thì câu B đây là gì? Câu B người ta bảo là gì? Tính xác suất để sản phẩm bị mất là sản phẩm tốt, đúng không? Thì người ta ý người ta đang bảo gì? Tính xác suất để sản phẩm mất là sản phẩm tốt, mà chúng ta đã gọi sản phẩm bị mất là sản phẩm tốt là a mấy rồi, là chúng ta đã gọi điều này là a mấy rồi, a một, a một đó. Thì đây sẽ là tính xác suất của a mấy, a một thôi, đúng không? Với điều kiện là gì? Với điều kiện ấy thì nó chính là cái biết này này, biết cái gì đấy là điều kiện, không có nghĩa cái này đã xảy ra rồi đấy, chúng ta đã biết thế rồi. Điều kiện đây là gì? Điều kiện là sản phẩm lấy ra là gì? Sản phẩm xấu. Ừ. Thì chúng ta đang có a, a đây là gì? Sản phẩm lấy ra là tốt. Chứ giờ người ta đang bảo là sản phẩm lấy ra là xấu thì nó có phải là đối của a không? A ngang. Đúng rồi, đây sẽ a ngang nhá. Đây, cụ thể đây sẽ copy cái a ngang này đi. Đây rồi. A ngang. Bây giờ. Ở đây sẽ là a ngang thôi. Ở đây sẽ là a ngang. Đấy. PA 1, tóm lại chúng ta phải tính xác suất của PA 1 với điều kiện A ngang, được không? Các bạn nhá, cái sau chữ ý, nếu mà đề mà câu B người ta mà hỏi tính xác suất thì sau cái chữ tính xác suất ấy thì cái biến cố này ý, sẽ là cái ở trước, đúng không? Và với điều kiện gì thì với điều kiện của nó ấy, sẽ là cái vế khác còn lại, đúng không? Bây giờ vế này chúng ta nói là đây rồi. Là ta biết là tính xác suất của A 1 rồi. Vế còn lại sẽ là điều kiện thôi. Biết rằng nó ra là xấu. Đấy nó sẽ là điều kiện, được không? Đấy mà một cái mẹo đây là gì? Mẹo là chúng ta đang gọi ấy, đấy chúng ta có mẹo là gọi cái tính xác suất này ấy là một cái biến cố ở trong hệ đủ luôn mà, thì chúng ta sẽ áp dụng được BS luôn đây, đúng không? Đúng không nào? Đó. Đây công thức này nhá, thì chúng ta có cái gì rồi? À, cụ thể đây là A1 đúng không? Thì AK chúng ta phải thay thành A1 hết, đúng không nào? Đó. Đây chúng ta đã có cái gì rồi? PA1 chúng ta có chưa? Rồi ạ. Đấy, thì PA với điều kiện A1 chúng ta có chưa? Đấy, PA ngang ấy, PA ngang với điều kiện A1 thì có chưa? Chưa. À? Có cái này chưa? Chưa. Đúng rồi, chưa đúng không? Nhưng mà ở đây đã có một cái chú ý rồi. Đây, chú ý của chúng ta đây. Đấy, nhớ cái chú ý nãy nhắc không? PA ngang ấy sẽ bằng 1 trừ PA. Còn PA ngang với điều kiện AK ấy, sẽ bằng là 1 trừ PA với điều kiện AK, đúng không? Mà cụ thể đây chúng ta chưa biết PA ngang, chúng ta chưa biết PA ngang với điều kiện AK, nhưng mà chúng ta đã biết PA rồi và chúng ta cũng biết là PA với điều kiện AK rồi, thì chúng ta có tính được không? Có luôn đúng không? Áp dụng cái này này, hai cái này. Đó, cụ thể đây nhá, với này. Đây. Đấy. PA ngang là 1 trừ PA và PAK à, PA ngang với điều kiện A1 này, cụ thể đây chúng ta đang xét là PA ngang với điều kiện A1 đúng không? Thì chúng ta thay vào là PA ngang với điều kiện A1 nhá. Được không? Sẽ bằng là 1 trừ PA với điều kiện A1. Đúng không nào? Đấy cái này nó sẽ là bao nhiêu đây? PA đã có chưa? PA đã có chưa nào? Rồi ạ. Đấy thì 1 trừ đi PA bằng mấy? Thì đây chúng ta tính xác suất là bằng bao nhiêu đây? Đâu rồi? Bằng 4/5 đúng không? Thì 1 trừ đi 4/5 bằng mấy? 1/5 ạ. 1/5. Ok. Rồi, à khi mà chú một cái chú ý nhá, khi mà chúng ta ấy ghi cái kết quả ấy thì 4/5 này chúng ta bằng 4/5 đúng không? Xong ta bằng một cái nữa để chúng ta rút gọn. Đấy, thì nó phải là số đây nó phải là số vật thập phân nhá, 4/5 bằng mấy? 0,8. Ừ, thì chúng ta ghi hẳn là 0,8 ra, đúng không? Chứ người ta không đáp, bởi vì đáp hàm thi người ta ghi là 0,8 chứ người ta không ghi là 4/5, đúng không? Để cho cô chấm dễ hơn ấy, chúng ta nên là ghi là 0,8. Để ta nhìn thì người ta thấy ok luôn, đúng không? Tức là mình ghi số phân ở đáp án cuối cùng thôi ạ, chứ còn
Đúng rồi, các công thì thức khi mà tính chúng khác thì ta, mình ghi. đúng rồi, áp dụng các tính khác thì chúng ta vẫn áp dụng cái này, đúng không? Bởi vì khi mà chúng ta khi mà chúng ta làm tròn ấy, giả sử đây là không phải là 0,8 mà là 0,8 1 2 3 4 gì đấy, thì chúng ta làm tròn sau dấu phẩy 4 chữ số, đúng không? Chúng ta luôn làm tròn sau dấu phẩy 4 chữ số. Mà cụ thể đây nếu mà nó là 0,8 1 2 3 4 đi. Đây chúng ta sẽ làm đến 0,8 1 2 3 đúng không? Đấy. Thế thôi. Đấy, thì khi mà chúng ta làm tròn như thế nên cái việc chúng ta tính mấy cái đằng sau ấy nó có thể có sai số, đúng không? Thì chúng ta nên áp dụng cái số này nè. Ví dụ 1 trừ PA cho nên lấy 1 trừ cái này đi. Đấy cho nó sai số là không có sai số đúng không? Nhưng mà tính ra cái này nó sẽ trùng với đáp án của trường luôn. Đấy bởi vì trường người ta cũng không phải sai số đâu. Người ta sẽ áp dụng luôn vào cái số này này. Đúng không? Nhưng mà sai với đáp án nó quá nhiều ấy. Đấy thì người ta sẽ tính là mình đang làm sai, đúng không? Khi kết quả chúng ta cứ ghi cái này này, phẩy phẩy bao nhiêu. Còn khi mà chúng ta tính toán thì chúng ta luôn thay cái phân số vào nhá, đúng không? Còn kết quả chúng ta để là số thập phân, được chưa? Ok cái này không? Vâng ạ. Cái này bằng 1/5 rồi. Tiếp theo là PA ngang với điều kiện A1 thì sẽ là PA 1 trừ PA với điều kiện A1. Mà PA với điều kiện A1 đã có chưa? Đây, trên này đã chắc chắn đã tính rồi. Đây. Đúng nào? Đấy, thì 1 trừ đi cái này bằng mấy? 20/99 ạ. Đúng rồi, 20/99. Đây thì đã có hết rồi nhá. Đây, có tổ PA ngang rồi này, có PA rồi này. PA với điều kiện A đó, PA ngang với điều kiện A1 rồi này. Và có cả PA1 rồi đúng không? Thì từ đây chúng ta có áp dụng được vào đây không? Đấy. Áp dụng vào đây không? PA1 đây bằng gì nhá? 4/5. Đâu, PA1 bằng mấy cơ? 4/5. 4/5 ạ. 4/5 nhân này. Nhân PA ngang với điều kiện A1 thì vừa tìm ra rồi. 20/99 đúng không? Đấy. Chia cho kết quả à đâu, chia cho PA ngang. PA ngang ở đây chúng ta cũng tìm được rồi. Là 1/5. Đây kết quả là gì? Kết quả cuối cùng của chúng ta sẽ bằng bao nhiêu? 80/99 ạ. Ok. Đấy, 80/99 là bằng bao nhiêu? 0,081. Được á. 0,081 ạ. Thì đây là xong rồi đúng không? Đấy chúng ta xong câu B rồi nhá. Đấy chỉ có nhảy thôi. Đấy đơn giản không? Đấy thế này đã được 3 điểm rồi đấy. Đấy cứ làm y nguyên nhảy thôi. Không là sẽ được 3 điểm. Ok không nào? Đấy thì đã hiểu cái câu bé này chưa? Có cần nói gì lại ở phần này không? Dạ không ạ. Đấy, tiếp theo đến một cái ví dụ nữa nhá.